Ok, bữa nay tôi phải đi Vancouver với Tom, Andrea, với Karen luôn rồi. Yes. So yeah, so tôi mới đưa cho Cassidy direct vào rồi thấy cái này rồi. Yeah. Bữa nay tôi rất là buồn quá rồi. So tôi sẽ vui vẻ với tại tôi nhớ lại đến nhà mới lắm rồi. So trên nhà tay nhớ lại mà giống như kìa rồi tôi giống như Tom kìa rồi tôi phải nói cho Tom cho ý cam Tom biết cái này luôn á. Trên nhà kìa như cam Tom luôn á, thầy phải đưa cho mấy lần thầy bữa tôi buồn á tôi phải có Andrea. Tôi phải nói cho Andrea biết cái này lắm, tại Andrea cho tôi một cái cây cà em lắm á. Yeah. Sao tôi chụp ảnh tôi với Stephanie là gì vậy á, đây thấy tôi quá rồi, tôi muốn đưa cho Andrea. Bây giờ tôi phải làm bộ lại cho Jack lên tay. Tôi muốn đưa khoe cái đó cho Andrea, càng thấy cái này lắm. Yeah. Tôi sắp sửa bữa nay tôi phải bóp tôi bữa khác tôi phải nói cho Khabe biết cái này luôn á, tại nhớ lại Christina tôi cho Karen thấy cái này luôn, tôi rất là buồn nghề chắc là nói cho Karen biết cái này luôn á. Yeah, ok bây giờ tắt cái này gần tới rồi luôn á, so up máy bay ở đó luôn á. Yes, here in and out rồi. Yeah, máy bay ở đó luôn. Whoa, hang on, you FedEx truck, you fuck you, FedEx truck. Yeah, okay, tắt cái này, yeah, tới rồi, yeah.